Obscurité, me voici. Pour te parler, je suis ici. Car une vision se glisse dans mon esprit. Semant ses graines quand j'étais endormi. Et cette vision qui fut plantée. Du silence. Dans ce rêve, je suis le seul homme sur les pavés de ce royaume, sous le halo d'une sombre ruelle. Le froid me saisit et la pluie ruisselle. Quand soudain le son du silence. Xin kính chào quý vị, tôi là Nguyễn Thanh Tú. Trước khi tôi vào đề tài Băng Đảng Việt Tân Tour vòng 1, tôi xin vài lời trước để cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại và những người trong nước hiểu nhiều hơn. Lúc cái phim vừa ra, phim Terror Little Saigon vừa qua 3-4 năm về trước, có thể gần 4 năm nay, thì một trong cái việc tôi làm lúc bấy giờ đó là tôi đang đi thu thập để hiểu về cái cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, tại vì tôi không có vận động và không tham gia mấy chục năm, không có biết. Và tôi muốn hiểu nhất là cái truyền thông, đâu là truyền thông, đâu là tuyên truyền của ở Việt Nam hải ngoại lúc bấy giờ. Cái câu điện thoại đầu tiên, mà tôi nhận được là của AC Thompson. AC Thompson là nhà báo mà làm ra cái phim đấy. AC Thompson gọi và chia buồn với gia đình tôi và sẵn đó xin lỗi gia đình tôi luôn. Nó là tại vì không hiểu tại sao mà họ biểu tình rồi chống dữ như vậy. Lúc bây giờ tôi nhớ, tôi nghe như vậy tôi nói anh AC Thompson không có cần gì phải lo gì cả. Đây là những cái việc mà của Băng Đảng Việt Tân dựng lên. Còn cộng đồng, họ dùng cộng đồng để che đạn vậy thôi chứ không có phải cộng đồng. Thì tôi bắt đầu, tôi điều tra những cái tin tức về những cái hoạt động, những cái biểu tình, những cái như là thỉnh nguyện thư, biểu tình, họp báo, phỏng vấn, vân vân. Thì tôi thấy người Việt lúc nào, lúc bây giờ ai cũng họp báo, mà họp báo thì chính trị gia, nào là chính trị gia, những chức vụ cao này kia, ai cũng dọa, gọi là dọa kiện PBS là cái đài mà làm ra cái phim Terror Little Saigon ra tòa. Tôi nhớ, tại vì tôi ngồi tôi coi ông như ông Phát Bùi, thì ông nói đó về nhiều nhất rồi xuống San Jose mấy người mà có địa vị trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại và của Băng Đảng Việt Tân tôi, thì tôi ngồi đó tôi cười. Tôi cười là như vậy, là tại vì họ không biết hay là họ biết mà không muốn biết. Là tại vì một băng đảng trong lịch sử chưa bao giờ có một băng đảng mafia nào mà tình nguyện đưa mình vào tòa cả. Nên nhớ cái tinh vi, mà tôi gọi là tinh vi là nghệ thuật của họ ở hoạt động mà họ cho đến ngày hôm nay, là do sự đồng lõa, không phải là truyền thông mà tôi gọi là cái bộ não tuyên truyền hoặc là của băng đảng Việt Tân như là SPTN, Người Việt vân vân, lúc bấy giờ Viễn Đông, những cái tờ báo của dưới đầu sự chủ động chỉ đạo của Việt Tân cả, Cali Today cũng vậy. Thì tôi biết là tại vì tôi thấy mấy người Việt Nam đó, họ ở bên hải ngoại ai cũng thích cái chức vụ, ai cũng thích làm ông to bà lớn, nghĩa là họ hét lớn lắm, nhưng mà lúc mà ngồi xuống làm việc đó thì tôi thấy cái cộng đồng Việt Nam không có mà cái rất tiếc không có cái đó, cái sự đoàn kết. Tại vì ai cũng muốn chức vụ to, mà khi mà ngồi xuống làm việc không ai muốn làm cả, không muốn làm việc chung với nhau. Thì tôi đã thấy cái việc đó rồi. Nhưng mà nói lại đó, thì cái chuyện mà ra tòa, Việt Tân hoàn toàn chỉ nói cái thôi chứ không dám ra. Tôi biết là cái chuyện đó, nhưng cái ngày mà 25 tháng Giêng năm 2019 vừa qua, văn phòng luật sư chúng tôi lấy cung của ông Đỗ Hoàng Điềm,
Đỗ Hoàng Điềm là chủ tịch của băng đảng Việt Tân. Khi mà tôi mang vào tòa mà tôi lấy cung là tôi đã thắng rồi. Tại cái lời cung này, lấy cung được là lời nói của ông Đỗ Hoàng Điềm là lời nói chính thức. Còn cái lời nói ở quần chúng không quan trọng gì cả đối với tôi. Tại vì tôi sẽ dùng cái lời nói chính thức này để tôi làm việc. Và tôi muốn chia sẻ cái nơi này trước. Trước khi cái sự kiện này, cái chiến thuật và cái chiến lược tôi đầu tiên luôn luôn từ năm 2015 đến bây giờ là thuế, thuế và thuế. Việt Tân làm đủ thứ mọi cách để gọi là xóa đi quá khứ của họ, nghĩa là không muốn biết. Ngày nay họ dùng như ông Lý Tá Hùng đồ vân vân những người đó, họ nói cái họ mang súng để tự vệ, để gọi là đi tự vệ sợ trong rừng có thú dữ, chứ không có tranh đấu, không có kháng chiến, không gì cả. Thôi tôi xin nói lại cái bữa cung hôm đó, lấy cung của ông Đỗ Hoàng Điềm thì ông Hoàng Điềm cũng đưa lên 5 chữ không này. Cái chữ không đầu tiên là gọi là không Đông Tiến. Lúc mà tôi có mặt, tôi có hiện diện lúc đó, khi mà tôi nghe ông Đỗ Hoàng Điềm ông trả lời tôi hết hồn. Tôi tưởng là có thể ông không nghe rõ tiếng Anh hay sao, chứ tiếng Anh ông giỏi, hay là ông không hiểu cái chữ Đông Tiến. Tôi hỏi một lần nữa, ông nói không Đông Tiến. Cái đó, cái chữ Đông Tiến là cái từ ngữ mà Cộng sản Việt Nam dành để cho họ dùng cho băng đảng Việt Tân. Câu hỏi thứ hai là có kháng chiến quân hay không, thì ông cũng nói cũng không có kháng chiến quân, là tại vì kháng chiến quân cái người mà mấy người mang súng này chụp đó là lính Khmer, chứ Khmer đỏ chứ không phải kháng chiến quân. Câu hỏi thứ ba là có đăng ký hay không, cũng không đăng ký, không khai thuế và không bao giờ hoặc chưa bao giờ gây quỹ. Năm chữ không, tôi chỉ quan trọng ba chữ không cuối cùng là không khai, không đăng ký, không khai thuế và chưa bao giờ gây quỹ. Tôi nghe cái này thì nó chứng minh cái gì? Chứng minh cho tôi thấy 4 năm về trước những gì tôi nói là đúng. Cái tinh vi và cái nghệ thuật nó chỉ có hiệu quả ở ngoài, tại vì các anh có sự đồng lõa. Một khi tôi mang băng đảng Việt Tân, đó là mục tiêu, vào tòa, tôi đã cắt đứt đi cái liên hệ đó và không ai bao vệ họ được. Có nghĩa là ở ngoài thì họ khôn, nhưng vào trong tòa, năm câu hỏi này cho tôi thấy khôn mà không ngoan. Tuần vừa rồi tôi có nhận được cái quyển sách mà 4 năm nay tôi tìm không thấy. Tôi nhận cái quyển sách gọi là Trên Đường Đông Tiến. Không biết mấy người có không biết mà quý vị có thấy không ở đây. Tôi gửi cái quyển đầu tiên gửi ông Ngô Kỳ, ông gửi ông tặng. Cái thì tôi đã mang tới cho văn phòng luật sư. Thì trong cái phòng luật sư thấy cái lời mở đầu là ông Đỗ Hoàng Điềm, và họ nói là nói về Việt Tân ngày xưa quá khứ, nghĩa là đóng góp vào dù ở xương máu, là đổ máu để nói về kháng chiến quân. Mấy cái tấm ảnh trong đây rất là rõ ràng, tôi đưa cho luật sư. Tôi xin cảm ơn ông Ngô Kỷ. Đưa xong luật sư tôi không trả lại, thành ra vì vậy tôi phải gọi ông Ngô Kỷ một lần nữa. Tôi nói tôi xin lỗi ông Ngô Kỷ, nếu mà còn quyển nào tôi xin một quyển nữa. Thì ông Ngô Kỷ ông có ra, ông gửi liền ngay tức khắc. Đây là cái quyển thứ hai. Mấy cái quyển của ông Đô Ngô Kỷ gửi là toàn mới toan đó, nghĩa là vẫn còn trong cái bọc này kia. Tôi tháo ra để tôi đọc, tôi nghiên cứu. Cái cuốn quyển sách này nó quan trọng là gì? Vì cái quyển sách này nó giải mã 5 chữ không: không Đông Tiến, không kháng chiến quân, không đăng ký, không khai thuế và chưa bao giờ gây quỹ. Trong quyển sách này nói hết. Thành ra khi ra tòa, tôi có một câu hỏi thứ hai. Ra tòa rất là nguy hiểm cho băng đảng Việt Tân. Đây là tôi có lần thứ hai tôi câu hỏi ra tòa là sao? Tôi sẽ buộc họ. Một là cái cuốn sách này là không phải, những gì tôi nói trong cuốn sách này là hoàn toàn sai, là dối cả, là nó láo. Hai là những cái gì mà ông đưa tay tuyên thệ, mà cái lời khai hữu thệ, những gì ông nói là không đúng, không có. Khổ là như vậy, ở luật pháp đó, ở pháp luật của Mỹ đó, một khi anh nói láo là anh luôn luôn nói láo. Nó khổ là như vậy. Thành ra cái băng đảng Việt Tân tôi nói rồi, ngoan nhưng không khôn nhưng không ngoan. Sẵn đây tôi xin nữa, tại vì sau khi mà tôi chia sẻ cái quyển sách đó, tôi cần thêm 3 quyển sách như vậy cho Bộ Ngoại giao, cho Quốc hội,
và cho một cái cơ quan rất là quan trọng tôi đang làm việc đó là truyền thông. Tôi có chia sẻ cho họ, nhiều người đã hỏi anh Tú lấy đâu mua, có thể cho chúng tôi mượn. Tôi không cho mượn được, là tại vì một khi tôi cho mượn tôi sẽ không giờ thấy lại. Họ sẽ giữ, họ cần, tại vì họ muốn nghiên cứu mà. Nếu những ai mà những người ủng hộ tôi, những người mà coi cái video thầy thấy đó, những ai có cái quyển sách này xin vui lòng gửi tới cho tôi, liên lạc tôi qua cái địa chỉ damphong@hotmail.com. Tên bố tôi damphong@hotmail.com rất là dễ. Tôi xin ngừng nơi đây và sẽ hẹn gặp lại quý vị lần sau. Và mời quý vị coi cái tôi sẽ đây trong cái video này, cái đoạn đầu tiên tôi nói một tí về cái truyền thông của Việt Nam ở hải ngoại cho đồng bào trong nước nghe và coi và thấy. Rồi xong tôi sẽ vào đề tài. Tôi xin ngừng ở đây và xin cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại sau. Bây giờ tôi xin nói một tí về cái truyền thông ở hải ngoại cho những người trong nước và ở hải ngoại nghe về cái quan niệm của tôi. Lúc mà cái phim Terry Little Saigon ra ba tây tháng 11 năm 2015, lúc bây giờ tôi đã mấy chục năm nay rồi tôi không gọi là vận động hoặc là tham gia vào cộng đồng, cho nên không, vì thế không có biết cái gọi là cái truyền, đâu là truyền thông, đâu là cơ quan tuyên truyền. Một trong những cái bài viết mà gây chú ý cho tôi nhiều nhất á, là do tác giả nhà báo Đỗ Dũng. Trong cái bài viết này có một cái đoạn chữ rất là ngắn nhưng mà nó rất là nhiều ý nghĩa. Tôi xin trích lại: chuyện qua rồi thì giờ chúng ta suy nghĩ đến tương lai, còn những chuyện khác tôi không có ý kiến. Cái lời nói này, cái hàng chữ này, tôi rất là ngạc nhiên, tại vì tôi không ngờ là tôi sống để rồi chứng kiến một người cầm bút không phải là không muốn biết sự thật, mà không muốn biết tại sao năm nhà báo đồng nghiệp của mình bị giết. Và cái hàng chữ này cho tôi biết về cái gọi là cái chuyên nghiệp, cái đạo đức, về cái tình người với người, và trên hết đồng nghiệp không có. Tôi xin nói một tí về đài OFA là đài Á Châu Tự Do, đài Voice of America là đài tiếng nói Hoa Kỳ, và cái đài BBC của Anh. Giữa 2017, cái đài Á Châu Tự Do, cái người mà giám đốc lúc bấy giờ là Nguyễn Văn Khanh. Nguyễn Văn Khanh lúc đó, tôi bằng chứng cho tôi thấy Nguyễn Văn Khanh vừa lãnh lương và có thể là vừa ăn lương của Việt Tân trong giờ làm việc cho đài Á Châu Tự Do. Ông Gia Minh ngày nay là giám đốc của Ban Việt Ngữ của OFA, đây là cái điểm quan trọng. Năm 2011 tháng 8, 8 Tây, 8 Tây tháng 8, cô Lily Ngọc Hiếu Nguyễn là người của Việt Tân. Cô này, ông phó giám đốc Ban Việt Ngữ Gia Minh phỏng vấn, và cô này đưa lên những cái tin tức mà tôi không ngờ OFA lại đưa lên, là phỏng vấn cho cô này cơ hội phỏng vấn và nói về anh chàng Thái Văn Dung. Thái Văn Dung lúc bấy giờ là đảng viên của Việt Tân, và cô này cứ lên nói là buộc anh này là công an của chính phủ Việt Nam đấy. Rồi đưa ra tài liệu cũng như ngày sinh tháng đẻ, ở đâu này kia. Khi anh này về tới Việt Nam, bước chân tới Việt Nam, bị bắt hết. 14 người gọi là công giáo, thanh niên công giáo bị bắt hết. Ông Phạm Phú Thiền Giao, thì tôi nói một tí về ông. Ông lúc bấy giờ là chủ nhiệm chủ bút của cái tờ báo lớn nhất ở hải ngoại, đó là tờ báo Người Việt. Chính ông Phạm Phú Thiền Giao đăng cái bài viết của Trình Hội, đó là từ cái đề tài, cái tựa đề của cái bài đó là Tôi, Việt Voice và Việt Tân. Trong cái bài viết đó, nội dung là chỉ trích tôi và bố của tôi, nhưng cái chi tiết mà tôi để ý là 100 đô một tháng. Là khi từ đó tôi mới điều tra ra cho thấy cái chuyện mà 100 đô một tháng là không có, không phải là sự thật. Là tại vì chẳng những không phải sự thật mà cho tôi thấy mỗi một năm, nhờ cái đó cho tôi thấy mỗi một năm Trình Hội mua mỗi một căn nhà, và không phải là mua nhà này bán nhà kia, mỗi một năm mua căn nhà trị giá 2,5 triệu cho 3 căn nhà. Ngày nay Phạm Phú Thiền Giao là giám đốc VOA Việt Ngữ, có nghĩa là Voice of America, là đài tiếng nói Hoa Kỳ. Người thứ ba là nhà báo Hà Giang, nhà báo Hà Giang là ngày xưa là một người có thể nói là người phỏng vấn tôi đầu tiên ở hải ngoại.
Hà Giang có một vấn đề là tại vì sau khi mà phỏng vấn tôi và phỏng vấn AC Thompson thì tôi vào trong Facebook, lúc đó tôi đang thu thập tài liệu về những người nhà báo, thì tôi thấy là Hà Giang vừa phỏng vấn AC Thompson là người mà làm ra cái phim Tearing Little Saigon, thì quay lại tìm luật sư để kiện, nhờ tìm luật sư cho Việt Tân để kiện AC Thompson, cái người mà làm ra cái phim đó. Sẵn đây tôi xin nói về những cái tổ chức mà gọi là nhân quyền mà băng đảng Việt Tân và băng đảng Voice hay dùng, tại vì họ căn cứ vào đây dùng mấy cái này để gây quỹ. Thực sự đó là cái tiếng nói của người da trắng luôn luôn có cái giá trị hơn của cái người Á Đông mình như người Việt Nam. Vì thế khi mà Human Rights Watch hoặc là Reporters Without Borders là phóng viên không biên giới lên tiếng đó, thì người Á Đông tin hơn. Nó có nhiều cái tin hơn là cái lời nói của người Việt Nam. Thực sự là như vậy. Nhưng mà đối với tôi, da đen, da trắng, da đỏ, da gì đi nữa không quan trọng, chỉ có sự thật thôi. Là tại vì sự thật cho thấy là những tổ chức này đã nhận tiền của băng đảng Việt Tân và Voice, hay có thể nói là được bị mua chuộc để rồi lên tiếng. Ví dụ như những cái ngân phiếu sau đây, ngân phiếu đầu tiên thì thấy Human Rights Watch tháng 9 năm 2013 nhận được cái ngân phiếu 17.500, và một tháng sau 31 tây tháng 10 cũng năm 2013 nhận cái ngân phiếu 17.500 đô. Thì cũng như Reporters Without Borders là phóng viên không biên giới cũng nhận cái ngân phiếu 5.000 vào 31 tháng 1 năm 2014. Đây nói lên những cái gì? Điều gì chứng minh cho tôi thấy là không có sự khách quan và cũng không có chủ quan, mà nó có cái sự mà tôi gọi là đồng lõa rõ ràng. Là hay là nói theo cách khác là có tiền thì có nhân quyền, không tiền không nhân quyền. Tôi xin ngừng ở đây và mời mọi người coi cái video này. Năm 2017, tôi kiện đảng Việt Tân. 8 các đầu lãnh của đảng mafia này, Đại Á Châu Tự Do, ông Nguyễn Văn Khanh và bà Libelio, trong cùng một đơn kiện nộp tại tòa liên bang Hoa Kỳ ở Houston, tôi kiện họ về tội đồng lõa để mạ lị tôi. Đảng Việt Tân nộp đơn yêu cầu tòa bãi bỏ vụ kiện. Ngày 22 tây tháng 3 vừa rồi, tòa bác đơn của đảng mafia này, nghĩa là Việt Tân sẽ phải dự phiên tòa xét xử công khai, sẽ cùng ra với họ là các đầu lãnh Việt Tân kể trên tổ chức OFA, ông Nguyễn Văn Khanh và bà Libelio. Ngày 29 tây tháng 10 năm ngoái, Hoàng Tử Duy đại diện cho băng đảng Việt đã chu chéo lên rằng tôi thua kiện và phải bồi thường 300.000 USD. Ai muốn biết sự thật thì cứ hỏi chính cái người chu chéo ấy rằng 5 tháng đã trôi qua, băng đảng Việt Tân đã nhận được mấy đồng bồi thường từ tôi rồi. Những ngày gần đây, băng đảng Việt Tân lại lùa lâu la, tung tin thất thiệt để đánh lừa dư luận. Đó là Veronica, Thùy Dương, Phạm Trâm Ân, Anh, Đỗ Xuân Sơn, đúng là chủ nào tôi nấy. Họ không biết ngượng, được lệnh sao thì nói vậy, dù biết là ngược ngạo, láo liếu. Nhưng họ không ngờ là chính họ đang giúp tôi siết chặt thêm cái thòng lọng quanh cổ của băng đảng Việt Tân. Để mọi người hiểu rõ nội tình, tôi xin giải thích trình tự và diễn tiến của vụ kiện. Như tôi đã nói, tôi kiện băng đảng Việt Tân và 8 đầu lãnh của băng đảng này, gồm có Đỗ Hoàng Điềm, Đặng Vũ Chấn, Lý Thái Hùng, Hoàng Cơ Định, Xuyến Đông Masuda, Hoàng Tứ Duy, Angelina Trang Huỳnh và Trinity Hồng Thuận. Tôi kiện cả OFA Đại Á Châu Tự Do, bà Libelio và ông Nguyễn Văn Khanh trong cùng một vụ kiện. Không trả lời được những cáo buộc có chứng cứ hẳn hoi của tôi, những thành phần này đã toa rập để chụp mũ tôi là phục vụ chế độ Cộng sản hoặc làm lợi cho chế độ Cộng sản ở Việt Nam, là đòn triệt hạ uy tín nhằm tạo ra hỏa mù trong dư luận. Họ thừa biết rằng trong cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản, ai mà bị tố cáo là Cộng sản thì sẽ bị cho mục đích ấy. Họ chia nhau thành 3 nhóm và đóng kịch là không liên hệ gì với nhau. Để tạo ấn tượng ấy, mỗi nhóm đã thuê một văn phòng luật sư riêng,
Nhóm OFA Nguyễn Văn Khanh và bà Libelu giải thích rằng OFA là Á Châu Tự Do không chịu trách nhiệm về bài viết của Nguyễn Tường Thủy đăng trên blog Á Châu Tự Do OFA. Bài viết này bênh vực Việt Tân và cáo buộc rằng tôi làm lợi cho Cộng sản. Trong đơn nộp vào tòa, Đài Á Châu Tự Do khai rằng Nguyễn Tường Thủy là người xa lạ, tự động đăng bài lên blog của Đài Á Châu Tự Do. Đây là lập luận gian dối. Nguyễn Tường Thủy ký hợp đồng viết bài cho Á Châu Tự Do và chính Đài Á Châu Tự Do đăng bài lên trang blog của họ. Trong phán quyết sơ khởi dựa thuần túy trên các văn bản nộp vào tòa, tòa đồng ý cho Á Châu Tự Do thoát khỏi vụ kiện. Dĩ nhiên, theo thủ tục kiện tụng, luật sư của tôi sẽ trưng dẫn các thông tin trái ngược lại trong đơn kháng cáo. Nhưng vì lý do trình bày sau, tôi không phải chờ đến lúc kháng cáo để giữ Á Châu Tự Do trong vụ kiện. Nhóm thứ hai gồm có Đặng Vũ Chấn, Lý Thái Hùng, Hoàng Cơ Định, Xuyến Đông, Masuda Hoàng Tứ Duy, Angelina Trang Huỳnh và Trinity Hồng Thuận. Họ khai với tòa rằng họ chỉ là những người tình nguyện viên phất phơ với Việt Tân Volunteer, không dính líu gì nhiều đến Việt Tân. Tòa đồng ý cho những tình nguyện viên của Việt Tân này thoát khỏi vụ kiện. Dĩ nhiên, khi kháng cáo không khó gì để luật sư của tôi chứng minh rằng họ là thành phần đầu lãnh của Việt Tân. Nhưng tôi không cần chờ đến kháng cáo để giữ họ họ lại trong vụ kiện. Vì nhóm Á Châu Tự Do và nhóm tình nguyện viên băng đảng Việt Tân nằm trong vụ kiện với Việt Tân, họ vẫn bị dính trùm cho đến khi tòa phán quyết phần đơn kiện đối với đảng băng đảng Việt Tân. Luật sư của băng đảng Việt Tân yêu cầu tòa bãi bỏ phiên xử. Tòa đã phán quyết deny, nghĩa là Việt Tân phải dự phiên xử tại tòa, và nhóm OFA Á Châu Tự Do cũng như những tay đầu lãnh Việt Tân dù làm bộ chỉ là những tình nguyện viên lăng quăng cũng sẽ ra tòa. Trong thông cáo báo chí ngày 29 tháng 10, 2018, Hoàng Tứ Duy, đại diện băng đảng Việt Tân, tuyên bố là tòa Hoa Kỳ phạt Nguyễn Thanh Tú trả tiền chi phí luật sư trên 300.000 Mỹ Kim cho Đài Á Châu Tự Do và băng đảng Việt Tân. Đúng là lời nói láo, không cơ sở. Tòa chưa mở phiên xử Việt Tân thì lấy đâu mà phán quyết tôi phải trả tiền chi phí luật sư cho cái băng đảng này. Phiên xử sắp đến là lúc mà luật sư của tôi đưa chứng cứ để phản bác các lời khai mang của nhóm OFA Á Châu Tự Do và nhóm tình nguyện viên Việt Tân. Họ chẳng thoát đi đâu được và tiếp tục chính chùm với băng đảng Việt Tân. Các bài viết của đám lâu la sẽ làm tình làm tội chủ nhân của họ vì chúng xác minh căn cứ của đơn kiện. Quần chúng tự phát Veronica Thùy Dương, Phạm Châm Anh, Đỗ Xuân Sơn đã thực sự bị kích động bởi âm mưu thông đồng của các thành phần bị đơn nhằm mạ lị, khủng bố và bịt miệng tôi. Phiên xử sẽ công khai, ai cũng có thể tham dự. Tôi sẽ thông báo ngày giờ và địa điểm để xem băng đảng Việt Tân và đám lâu la của họ sẽ viết gì sau đó.